Bây giờ á, nhà ngươi đang ở đâu vậy? Con đang dưới này nè, đang đứng ngay ngay cái đền nè, cái chỗ đi vô nè. Đúng rồi. Bây giờ đứng yên nó đi. Chi vậy? Ông ơi! What's up? Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã trở lại channel của mình là Usmack đây. Và chào mừng mọi người đã trở lại với Minecraft. Và trước khi bắt đầu video này, mọi người hãy nhớ ấn like, share, subscribe và ủng hộ channel của mình nha. Và hãy nhớ ấn luôn cái chuông ở bên cái nút subscribe để có thể nhận được nhiều thông tin hơn. Và bạn hãy nhớ comment ở bên dưới để cho mình biết được đó là mọi người muốn mình kiểu làm video cho mọi người xem nha. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì? Ngày hôm nay mình chán quá, mình chưa nghĩ ra được là mình làm cái gì nữa. Dạo này tôi xui dã man luôn. Lần trước mình làm cái thử thách Lucky Block với lại con cũ vị á, mình đã không thành công rồi. Kỳ này mình xui quá. Không chịu đâu. Nấp ai? Nấp Gobot ơi, tao không chịu đâu. Vậy mà sáng sớm khóc lóc rồi mày. Tao không chịu đâu. Chịu gì? Mấy bữa nay tao xui quá, trời xui luôn à. Không biết lý do tại sao mà nó xui dữ vậy nữa. Làm video nào ra cũng thua hết trơn. Thử thách mấy bạn nhỏ đặt ra không có cái nào làm được á. Kiểu này chắc không ai coi video tao nữa quá à. Tự có nhiên... mà, có ai coi? Có mình mày coi, có một view à. Không muốn nhiều người coi video. Mày kêu fan say lên gì mà khóc dữ vậy mát. Dạ. MK, tôi buồn quá MK ơi. Dạo này xui dã man luôn. Dạo này tôi làm cái thử thách mấy bạn giao cho, cái nào cũng bị fail hết trơn, cái nào cũng không thực hiện thành công á. Vì là vấn đề tâm linh rồi. Tâm linh á? Trời ơi, MK vừa tới trời tối luôn mày. Vấn đề tâm linh rồi. Ghê vậy? Ủa giờ làm sao, Ông có bây giờ mà ông thử đi cầu thần Notch chưa? Thần Notch là các ông mà tạo ra Minecraft hả? Đúng rồi, ông tạo ra Minecraft á. Ủa tôi tưởng đó là cái ông đó là kiểu ổng ở mọi thế giới mà thì có nhiều người cầu rồi, tôi cầu thêm chỉ cho mệt vậy. Đúng rồi. Vậy là sai rồi. Ủa sai à? Suy nghĩ đó là của thằng núp hiểu không? À, vậy? Suy nghĩ của mày. Còn... thì ra là mày truyền cái suy nghĩ của mày vô đầu tao, quỷ. Vô lý. Ngủ. Còn á mà suy nghĩ của người mà chơi Minecraft mà gọi là chuyên nghiệp á là mỗi thế giới, mỗi thế giới sẽ có một thần Notch riêng, tức là bây giờ thế giới của Mark đúng không? Ừ. Sẽ có một ông thần riêng. Ủa vậy hả? Thế giới của Núp có ông thần riêng. Đó. Ôi. Ủa vậy là mỗi thế giới là có một ông thần riêng hả? Đúng rồi. Mọi thế giới là có thần riêng. Biết gì mà đúng hả Núp? Mày nhiều chuyện quá, mày đi ra ngoài này mày ngủ đi, mày tắm nắng đi, mày trời đang tối mày tắm nắng đi. Tao cho mày coi nè, mày biết á, tao mới update cái bộ máy của tao lên. Chỗ gì? Tao có thể biến đổi khuôn mặt. Ồ, gắn chưa? Hay vậy? Máy liền. Ghê. Nè. Ồ. Ôi, thằng này đã biết biến đổi khuôn mặt luôn. Sẽ gửi cái vị trí của ổng cho. Ồ. Cầm đi. Ok. Rồi, tôi cầm được rồi. Bây giờ hãy đi tới chỗ đó đi, cầu ổng thử coi. Coi thử có may mắn hơn không nha. Ok, tôi sẽ đi. Xin lỗi anh là ai vô nhà em vậy? Ủa nào đem mắt kính gì? Ủa mày hả Núp Robot? Tao nói giờ tao mới update. Núp có trò mới à? Ôi thằng này có cái trò biến cái đầu hay quá ta. Ê, mày biết Naruto không? Biết. Ừ, Naruto trong chuyện One Piece á. Naruto trong chuyện One Piece là cái gì? Ừ nè, mày nhìn tao sẽ biến thành Naruto nè. Ta chạy thôi. Cái này là Kakashi mà đâu phải Naruto đâu. Ôi thằng này nó dốt, nó ngu lắm, thông cảm nha. Thôi, tôi về nhà đây. Bye bye nha MK. Ok, bye bye. Ok, Núp ơi, ngày sáng mai á, tụi mình lên đường, tụi mình đi kiếm ông Notch. Mày biết không? Mày ông biết cái ông Notch không? Cái ông Notch. Ông này à? Đúng rồi, ông này nè, đúng rồi, mày biến được cái mặt ông rồi đó, đúng rồi. Ngày mai á, tụi mình đi vô chỗ ổng, tụi mình kiểu gặp ổng để xin. Mày có thể nào biến được cái mặt nào khác cho tao dễ nói chuyện hơn cái đầu chọc đó okay. Không? Ok. Ok, thì ngày biến. Rồi mày biến mày đi. Trái hết, mày đợi cho tao 3 giây. Ok, tao đợi mày. Ok. Nhìn nào mày. Hết hồn, tự nhiên nó biến thành con Golem. Thôi không giỡn nữa. Sáng mai á, tao với mày sẽ đi gặp ông Notch đó để tụi mình cầu cái sự may mắn. Hồi đó thì tao đâu có biết đâu. Ê, nghe nói là bên thế giới của mày, riêng của mày. Mày giỡn mặt với tao đó hả? Mày biến thành cái con gì vậy? Con này là con chó nè. Thôi mày núp mà mày ngu quá. Thôi, tao đi ngủ đây.
tao cũng đi ngủ đi. Ngủ ngon nha, sáng mai đi nha, lên đường nha. Ok. Ok, thì hiện tại tụi mình đã chuẩn bị rất là nhiều hành lý và tụi mình đi tới đây rồi. Nhưng mà tụi mình tới đây tụi mình bị cục đường bà rồi. Ê, mày tìm nó, tao nói là, nó nghe nói là đâu đây, gần đây nè ba. À, gần đây hả, hình như là... Tao cũng biết nữa. Ờ, cái cục gì nè mày, cái gì ba anh chờ mày. Cái này là cái gì vậy? Ờ, chắc không có gì đâu. Nhưng mà từ từ, đang ngó xung quanh thôi. Không chừng cái cục đó, không chừng á. Ê, núp, có nguyên cái cầu đá luôn kìa ba. Cầu đá xuyên biển luôn ba. Đi vô thử coi. Mày xúi tao nha. Ok mày. Mày xúi là mày chịu trách nhiệm với tao á. Vô, ở đây là đâu, giờ đi đâu? Ai biết, đi thôi, nó có cái cầu thẳng thì chắc đi đường thẳng, ai biết đâu. Đỡ quẹo trái sao? Ai biết thì mò thôi. Ôi con gì nè mày. Đâu con gì đó. Đuông dừa. Ăn không? Đuông dừa hả mày? Mày đuông dừa. Nè cho mày cái này nè, mày ăn đi bánh ít. Bánh ít cho mày ăn đi. Bánh ít trần. Cái đó cứt sâu á con. Ủa này. Ôi. Ui cái này cái gì vậy? Ê công trình của nấm á. Lấy cái cốc ra đặt đi. Công trình gì của nấm à? Thế giới này thế giới của tao mà. Nấm đâu vô thế giới này. Ôi dạ. Ồ. Nấm qua xây phụ tao lấy cốc tạp. Ôi đâu có đâu. Ủa cái này hình như là cái đền của ông Nosher. Ừ, đó, để tao xuống thử. Nè gì vậy? Ôi, núp mình lên đây mình coi nè, núp mình lên coi nè. Ôi. Chết bà núp ơi. Dạ sao? Núp ơi, tao không ra được. Để tao mở đường cho mày ra cái là mày ra đi. Mày ra mày chết. Ok, mở ra. Sợ quá mày. Ok, tao. Bây giờ mày bơi lên mày đỡ đi, tao sẽ chạy lên liền, tao nhanh lắm, tao bay lên liền. Ok. Ôi. Ôi, ok tao vô nè. Ôi, núp ơi, núp ơi. Vô. Ồ, hên quá vô kịp ba. Ủa gì vậy? Ôi. Ôi, đóng cửa lại rồi. Ôi, ông khóc kìa. Hello. Trời sao tự nhiên khóc vậy? Gì đâu khóc, mới gặp mình khóc rồi. Hello, ông Notch. Hello. Hello. Hello, lô. Ủa, ai vậy? Ủa, ta nào? Đâu? À. Trước mặt. Ủa? Tụi mày đó. Wow! Ủa cái tượng ở trên cái đỉnh núi mà nó biết nói chuyện kìa ba. Biết. Sao? Cho tao hỏi mày câu. Được, không. Được. Bị cầm hả? Bị cầm sao nói ba? Cà lâm. Không, bị cà lâm. Ủa, vậy sao? Chưa. Gì sao ông này nói chuyện kỳ vậy? Tao, thứ... Ông có thể nào nói chuyện bình thường được không? Được. Ôi trời ơi, vậy nó chạy từ đầu đi. Dạ, chào ông. Con hỏi ở đây phải nhà ông Nốt không à? Ở đây không phải là nhà Nốt. Ôi chết cha lộn đường rồi, thôi xin lỗi con, không về. Nhưng mà là đền thờ của nó. Ôi quỳ xuống trước đấng bề trên. Ủa nhưng mà không tin đâu. Cái tượng biết nói thôi, nhiều khi có con thằng nó cầm cái loa ở trọng nó hú ra làm sao. Ông phải làm gì đó, chẳng hạn như ông làm trời sáng cho con coi thử coi được không? Ừ, ông thử trời sáng ơi. Ba cái đồ quỷ này đơn giản làm trời mưa cho tụi mày luôn nè. Khuyến mãi luôn kìa. Ôi, người ta đang muốn trời sáng, ông làm trời mưa luôn, ông tào lao vừa. Thôi trời ơi, vậy là ông giả rồi, mưa cho trời dạ. Xịt nước được á. Trời ơi, xịt nước trên trời xịt xuống. Ui, trời mưa. À, mưa cái trời sáng luôn. Trời nắng. Trời ơi. Người ta gọi là sau cơn mưa, trời lại sáng. Ôi, trời ơi, hay quá à. Trời ơi, ông này đúng là nó thiệt rồi. Ông nói rồi, con sống ở trong cái thế giới Minecraft này lâu lắm rồi, nhưng mà con không biết tới ông. Bữa nay con qua đây con cầu ông cho con được sự may mắn á. Tại vì dạo này gần đây con xui quá à, nên con qua đây con cầu ông á ông. Nghe người chậm trễ quá rồi. Sao vậy? Hồi nãy có thằng khác nó tới nó cầu mất tiêu rồi. Ủa thằng khác hả? Thằng đó tên gì vậy? Tự nhiên tới đây nó cầu mất là sao? Cái thằng gì mà cái đầu nó hồng hồng á, nó có hai cái sừng á, nó tới nó cầu mất tiêu rồi. Biết rồi. Nào. MK. Đâu, MK tóc đen mà nãy mới gặp hôm qua hôm kia mới gặp MK mà. Thằng tóc hồng hả? Tóc hồng có hai cái sừng.
ai? Thành viên nhóm Dragonite. Thành viên nhóm Dragonite không phải. Thằng Hihachobi đúng rồi. Ừ, à Hihachobi, à nhớ rồi, nó đẹp đúng trai. Đúng rồi, nó tới nó kêu là cho nó sự may mắn, đổi lại sự xui xẻo cho thằng gì Usmat gì đó, nó nói gì đó. Á trời ơi, thì ra là cái thằng quỷ Hihachobi đó. Cho chết cha rồi, giờ con sao không? Bây giờ nhà ngươi đang ở đâu vậy? À, con đang dưới này nè, đang đứng ngay cái đền nè, cái chỗ đi vô nè. Đúng rồi. Bây giờ đứng yên nó đi. Chi vậy? Ông ơi! Ở đâu ra cái giường vậy? Ôi! Ê! Núp! Vô đây núp! Núp! Vô đây biểu! Vậy là thằng Hihachobi á, nó làm cho tao bị xui rồi. Thấy không? Hồi nãy đứng ở trên cái đó mà nó còn bị sập xuống nữa. Có nghĩa là ông thần nó không chừng trị tao á. Ông chắc nghĩ xạo mày. Xạo gì mà xạo, ổng là nót mà, ổng biết được trời sáng rồi thấy không? Với lại mấy ông nót bình thường người ta mà. Ôi mày robot, mày không nói tao tao thiết kế mày gan vậy rồi. Nhưng mà biết không, ổng là nót, ổng nghiêm túc lắm, ổng không bao giờ nói xạo đâu. Bình thường ổng là nót mà, ổng đâu có cho nai bao giờ đâu. Ôi, núp ơi. Này đã bị ta chôn rồi. Gì vậy? Từ. Ai vậy? Cái gì vậy? Cuối cùng mình đã bị chôn rồi. Thôi mình đi vô lại cái đền của mình thôi. Ôi, ông nót kìa ba. Ông nót ông chôn. Ê mà ông mặc bộ đồ giống tao ba. Tao nghĩ là ông nót trong thế giới nào là mặc đồ giống thằng đó ba. Tao thấy ông mặc đồ giống của tao ba. Ôi, đi về căn cứ uplift thôi. Hôm nay mình lại chôn được mát rồi. Thấy chưa? Ôi, nó mở cái đường vô rồi kìa. Núp. Dạ, ê mày có thuốc tàng hình không? Mày có thuốc tàng hình không? Này à. Sao mày? Đúng rồi. Cái đó thật ra là nước tèn của tao á. Cái thuốc này là thuốc đi chậm á ba, không phải nước tàng hình đâu ba. Cái lon này mới đúng, đưa lon lon mày ơi. Mày hay quá. Bây giờ mình phải theo dõi ổng. Từ. Thì tao làm gì? Ok, tao tàng hình rồi nè. Ok, bây giờ đi vô trọng coi cái đó, mình vô trọng coi ổng làm gì cái đó. Tao vô với. Mày coi chừng đó nha. Mày có thuốc tàng hình không? Mày uống vô trong mỏ mày luôn đi. Ok. Ôi. Bây giờ mình phải đặt cái tiêu đề gì đây ta? Thử thách nốt chôn úp mát bằng hố lava từ độ cao 1000m xuống chết mất tiêu. Được, hay. Úp clip cái nè. Không biết là clip này mình sẽ được bao nhiêu view đây ta. Nó bơi mày đâu rồi? Mày ra đây. Ôi, ra đây. Gì mày? Ra đây. Tự nhiên cái cửa nó mở vậy ta. Chết. Ôi. Đóng cửa lại coi. Chết rồi, mình quên đóng cái đường kia rồi. Ôi, núp vô. Nhảy vô đây không? Hai tên kia vẫn chưa vô, mình sẽ bỏ cái đường đi. Không cho ai đi nữa. Đi vô lại an toàn rồi. Ngủ một giấc tí nữa ngồi dậy đếm view thôi. Ôi, tính ra ông này ông làm nốt, ông kiếm thêm nghề làm YouTube luôn đó ba. Nghe dạo. Ê, mày uống sữa để mày hiện hình cho mày đứng đâu, tao không thấy mày đâu chứ. Tao này mày. Ê, đây rồi nè. Ok. Bây giờ, ổng dám chôn tao, mày biết rồi, tao là chùm chôn sớm này mà, biết không? Ok, Bây giờ, mày vô trọng, mày... ok, bây giờ mày vô trọng á, mày coi, bây giờ mày có cái mặt nạ Notch hồi nãy đúng không? Mày biến thành cái mặt Notch được đúng không? Ok, coi. Ok, mày biến thử coi. Ủa đâu ra cái... Má, tao nhìn mặt nạ quá thì tao tìm mặt đó mày. Trời ơi, mày cái này không phải, Notch này không râu không có dài vậy. Notch kia mặt ngu lắm. Ông này mặt đẹp trai quá rồi, không phải ông này. Nè. Ông này không có râu. Ông kia có râu mà, ông kia không mặt. Có vậy. Trời ơi. Kia có râu, mặt ngu đúng không? Ok, mặt ngu có râu. Nè. Đúng rồi. Nước nhìn giống ăn xin vậy. Ok, đó, mày giống cái ông ở chổng mà. Bây giờ mày vô chổng á. Mày nói mày là thằng Notch của thế giới của thằng Noob Robot. Ok.
mày nói là mày qua đây để mày kiểu ăn, nói là thằng kia ăn cắp bản quyền của mày. Ngó tôi. Ôi. Ủa, nào đây. Tao nghe nói mày là nốt đúng không? Mày cũng là nốt đúng không? Tao là nốt, mày phải là nốt không? Tao cũng là nốt, mày phải là nốt không? Tao là auto là nốt, mày có phải là auto là nốt không? Tao cũng là auto là nốt luôn á. Hai cái ông nội nói cái gì vậy trời? Tao là nốt, mày cũng là nốt. Vậy mày bắt chước bản quyền của tao đúng không? Tao bắt chước mày là nốt đúng không? Tao là nốt. Tao với mày là nốt thì bắt chước nhau làm cái gì? Thôi bây giờ chắc là mình tất bây giờ nhiên, mày biết cái YouTube không? Ôi trời ơi, vô đây tao cho mày coi, nãy tao mới up cái clip này hay lắm. Tụi nó cãi lộn. Trời ơi, mới cần tiếng mà 1.5 triệu view rồi. Trời ơi, dữ. Này làm YouTube nổi tiếng dữ. Chút nhà tao report cái video channel của mày, tại sao mày anh em nhau mày không, mày đặt tên là Noob. Tao lộn, tên là Not, đúng không? Nó lộn. Not, đúng rồi. Chà chà, bây giờ mình phải tìm đồ. Cái này có gì đây? Này có gì đây? Tại sao mày? Cái tên của mày là cái gì? Tao là... Coi chừng. Tao là... Notdub. Notdub, tao là Notmark. Nó gì? Tao có giống nhau đâu. Mày giống nhau chứ Not, mày biết bản quyền không? Nhưng mà mày Not của cái thế giới nào mà mày tự nhiên mày chui vô nhà của tao vậy? Tao khóa cái cầu thang này rồi mà. Tao... Mày biết Not có thể bay rồi mày. Quên mất cái điều đó luôn. Thôi hai anh bay đừng nói chuyện nhau nữa. Này là nốt của nè, nó nói cho mày nghe nè, thằng này ông này là nốt của thế giới của Mac không? Ông này là nốt Mac. Mày là núp, nốt của ông núp là nốt núp. Ta là nốt hùng ma đây, ta là nốt của những con ma. Ta tới đây để giải quyết phân bày cho nhà ngươi. Ta bay đi đây. Bye bye. Biết nào không? Chết là mấy anh thâm. Ủa ôi, mình biến qua được chế độ sáng tạo rồi nè. Ôi, mình bay được rồi nè. Đã dễ sợ luôn. Mình cầm cái cúp trong tay, mình có thể chuyển qua chế độ sáng tạo và có thể làm tất cả mọi thứ. Ok, mình sẽ dùng cây đuốc này, cây cúp phép thuật này. Bây giờ mình thử biến cái mặt của ông Nos thành TNT. Hổ biến. Wow. Thôi, chết ông rồi, kỳ này ông chết ông với tôi rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cho nổ bằng cách cho nổ hết nguyên cây này của ông. Yên tâm, mình có cái cây gậy là chúng ta chút xíu thế nào mình cũng sửa được à. Nhưng mà giờ mình phải cho nổ cho ông biết sợ, để cho ổng không còn dám troll mình nữa. Tại vì mình là chùm troll mà, bây giờ ổng lại troll hơn mình. Mình bị mất chức sao? Ok, bây giờ để coi. Bây giờ mình sẽ... đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ kéo cái lỗ mũi của ông ra. Tôi sẽ kéo cái lỗ mũi ông, kéo từ đại dương này qua đại dương kia luôn. Tôi sẽ nói cho ông nghe về đại dương xanh luôn. Ok, mình sẽ đốt cái này. Đặt thêm một cục ở trên này nè. Đốt nó lên, đúng rồi. Nè, nổ nè. Mày có nghe gì không? Lắc máy tôi luôn rồi. Lắc thế giới luôn rồi. Ôi pháo bông nào ở đây trời luôn. Yes, happy new year. Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông nói của tao mất tiêu rồi bà. Ôi, tao lỡ chết ba, tao lỡ trôn quá mất, tao làm nổ nguyên cái đền của ông, giờ ông chắc kiểu ông... Ok. Rồi, ây da, lắc quá. Ở đây. Ok. Thì ra, mày là thằng dám cho nổ cái ngôi đền của ta tới số rồi. Chứ sao ông dám cho con kìa. Con ông là nốt của cái thế giới của con mà ông cho con luôn. Nhưng mà ông rõ ràng không, ông cho con trước đúng không? Bây giờ là con cho ông lại thôi mà. Bây giờ nhà ngươi có muốn gặp sự may mắn không? Ủa bây giờ ông cho ông hỏi câu đi, ông có phải là nốt thiệt không?
Tất nhiên là ta là nó thiệt mà. Ủa vậy sao ổ không cho con sự may mắn, ông cho con hi ha chi vậy? Đó là thử thách. Bây giờ nếu mà nhà ngươi muốn lấy lại sự may mắn thì phải xây lại cho ta cái ngôi đình. À, nope. Thiệt, đồ thiệt. Ông đớt xuống dưới mà ông không chết là ông là đồ thiệt rồi đó. Mày phải đồ thiệt không? Ôi mày cũng phải đồ thiệt luôn à. Bây giờ ông sao không? Bây giờ đi xây lại cho ta cái ngôi đền này đi. Xây lại hả? Không biết xây vậy sao? Nhà ngươi sẽ còn bị chôn dài. Ngôi đền này chỉ là căn cứ nhỏ của ta rồi. Thiệt á hả? Trời ơi, căn cứ nhỏ mà nó bự vòng qua mày hả? Tạm biệt nhà ngươi, hãy đợi đây. Ông nói thôi, quay lại im coi cái ông nói thôi. Ông nói. Rồi, tèo teo. Chết cha rồi, nó còn xui dài rồi. Cho nữa mày. Ôi, mình chơi ngu rồi, mình lỡ cho nhầm ông thần đỉnh cao rồi. Thôi mà không sao. Cái đền này mình có thể sửa được. Bây giờ tao có cái cây này mà, ông để quên lại cây kiểu cây cúp phép thuật cho tao mà, tao lo gì. Bây giờ tao sẽ làm dùng cây cúp phép thuật này. Tao sẽ biến cái này trở lại như cũ nhưng mà nó hơi mất thời gian tí. Nhưng mà video này cũng đã dài rồi thì chắc là tao chào mọi người xong rồi tao đi sửa, tao với mày đi sửa này ha Núp ha. Ok mày. Rồi tụi mình đi năn nỉ không sao. Ok thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thích video này hãy nhớ ấn like, share, subscribe và ủng hộ channel của mình nha. Thì lần sau mình sẽ cố gắng để xin lỗi ông Notch Mac của mình và để có thể lấy lại sự may mắn của mình nữa. Và nếu mọi người muốn coi thêm nhiều video có ông Notch Mac nữa thì mọi người hãy nhớ ấn subscribe luôn cả cho MK Gaming và cho Hi Hai Chobi nha. Và nếu mọi người muốn mình đi xin lỗi ông Notch thì mọi người hãy đón xem tập sau nha. Mình nghĩ sẽ có rất nhiều hai thứ này. Ồ, mình có biến con ma nữa, con robot kia. Tôi sợ ma lắm. Sẽ coi mà coi nè. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào những video lần sau. Bye bye.